Slowly. Yes, I'm very slowly, okay? Hello, welcome. Yes, thank you. Welcome. Yes, it's very lovely. Yeah, yeah, it's okay. No good guard dogs, they didn't even bark at me. Hôm nay đoàn khách châu Âu trải nghiệm trên làng bè biển của Hưng nha các bạn. Ở Homestay trên làng bè. Các bạn nào có chung niềm đam mê Homestay, một fishing, một súp thì mình giáp ba lô điểm danh nha. Đây, một buổi sáng là yên bình các bạn. Các bạn châu Âu sẽ trải nghiệm 2 ngày 1 đêm trên làng bè cá và xây cá để trải nghiệm các bạn.